Dạ Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog sáng nay ạ. Thì bây giờ sáng nay Bùi Hải thắp nhang cho cậu với lau mộ cho cậu xong xuôi hết rồi. Bây giờ Bùi Hải sẽ vào thắp hương cho ông bà khúc mặt khúc mày tròm xóm của cậu Năm ha cô chú anh chị. Rồi để Bùi Hải dựng máy xuống rồi Bùi Hải thắp hương. Rồi đốt nhang lên cái là đi thắp xung quanh cho ông bà khuất mặt khuất mại nha, trộm xóm của cậu. Lính sao bào, lính bà sao đây. Vé ai xíu mua nhiều chưa? Đang mới mua vô đó. Nước của ngoài kìa. Rồi. Mày đi ha, tao đi. Ai biết không, đi đi đây. Ủa mày đi đây đấy gì đâu. Ai đi cũng được. Theo vui. Đi theo vui thôi. Hỏi nó chắc ai lên nhà không Ngọc? Dạ, nhà đi mua đất hay gì đó. Đất hả? Nào không ghé lại đây à? Ghé rồi. Ông hỏi, ông hỏi ông Phương đâu không thấy. Nói ông Phương đi cùng. Ông Phương bà con á. Gì hả? Ờ. Ông mới lên đây ông hỏi ông Phương lại á. Ông với Phương nói vàng á bà con rồi. Gì lắm với ông Phương nói vàng bà con. Đó. Bà con nhưng mà bà con xa hiểu không? Mặc áo vàng nói đây. Nhàn trò bắt đấu. Đấu sáng đắp xong đó, rồi còn nhiêu nhan đó. Sáng vô bữa nào cũng thấp. Lý nói là thì từ thiện không biết chừng nào. Đi từ thiện cho quê chị đúng không? Ở Đồng Nai. Chắc dặn sư cô có gì á. Hôm đó cũng nghe chị nói là chị hỏi chị mới điện thoại chị hỏi Bùi Hải mốt chị làm từ thiện Bùi Hải đi theo phụ với chị đi chung nêu. Lúc mà thắp nhang xong rồi gọi chị mình nói chuyện. Gọi với bút ít tốn tiền. Chiều nay bắt đầu mình lau mộ cậu xong cái mình lau giải bên đây. Xong ngày mai cái bắt đầu mình sẽ lau giải bên kia. Ngày mình lau giải vậy đó. Hồi nãy người ta không biết ta đi vô đây như đường này. Không chỉ người ta. Nói rồi, nói rồi, người mộ rồi ta lỡ đi tới đây luôn. Con giá như kiểu cái mộ này bự hơn mộ cậu ha. Đúng rồi, bự hơn, nghe chiều dài bự hơn nhưng mà nó không có sắc nét của cậu. Đá cậu đã quý, đã tốt, đã mắc tiền hơn. Mấy đá đã đắp không à? Này cũng nguyên khối nào không? Nguyên khối của người ta không đó, mà đá này thì đá đen. Còn bên cậu là kim sa. Kim sa. Cái này là đá đen Ấn Độ, còn bên cậu là kim sa. Kim sa có cẳng một từ á.
Cái trưa nắng nó chiếu chiếu sáng là nào. Cái cầu em là quy. Cái cầu ở bên cái mão cầu là đó đỏ Ấn Độ. Đỏ Ấn Độ. Chùm sò. Cái hay ha, chùm sò. Chùm sò ba người trốn đây ha. Chùm sò ba người trốn đây. Thị Hến quan huyện với ông chùm sò. Còn ba có còn ăn trốn đâu ta? Không đóng phim đất Phương Nam không? Không biết đó không? Biết. Có ông con ông đóng giá đất Phương Nam cho ông đó nào. Hồi chỉ cho ông ăn con ông ăn cá sống hay gì đó bắt con ông nè, con ông phim đóng Phương Nam mà đất Phương Nam chết đây nè, trộn ở đây chứ chết đây, trộn ở đây đó bắt hồ kiện á. Ngọc này lại nhìn hình có nhớ tên không? Nhìn hình nhớ ông tên. Ông này biết ông là đất Phương Nam. Dạ đất Phương Nam mà là gì ông ba gì đó. Ông như là ông ăn cá sấu sống ăn gì vậy? Cá sống đó. Lâu quá rồi, nhớ cô chút. Ông đóng ra trên Nam mà. Đất Phương Nam. Đất Phương Nam á, mộng mình đang kêu ngang mấy gà cho ngang ăn á. Bây giờ ăn người ta nghe Hạnh cũng nổi tiếng đó, anh like á. Con cò thì giờ khổ lắm cô chú. Cò giờ chạy xe đơm mùi tắm. Rồi, xe đơm. Tại vì không theo rồi được thật. Nam á, ăn ngang thì có ca nhạc hay lắm cô chú anh chị. Ca bán đất Phương Nam thì người biết là cái nhảy dữ lắm, gần như là cái nhóm ba người bữa nay chắc chị Bích với chị Hương đi khám bệnh rồi quá, đi khám bệnh rồi phải không? Đúng rồi, hàng gì hôm qua nghe chị nói chiều nay mai chị lên trễ hoặc chị không lên kịp tại chị ngày mai chị mất đi khám bệnh. Chị mất đi khám bệnh rồi. Chị nói chuyện nghe chứ không? Chúc đi mua cơm, cái gia đình của nhỏ bán cơm bị vậy. Có người bị mất. Biết cậu thì chú gì quên. Rồi, dạ 2014 xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị, xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của 2014 ạ. Và Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi, xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog. Cũng như bà cô chú có xem kênh của Bùi Hải, có thương Bùi Hải hay cho Bùi Hải xin một lượt like, một lượt đăng ký để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gửi tới cho cô chú anh chị gần xa xem ạ. Một lần nữa Bùi Hải xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ. Cái tấm của cầu tới bây giờ vẫn còn màu mè đẹp kìa.